Đó, hello mọi người. Thì bây giờ thì như mọi người biết là vô tình thôi nha, em có xem cái clip ở trên mạng là có cái người đó, người ta nói em là ăn mặc hở hang đó mọi người. Tại địa chỉ là cá viên chiên Bội Nhi 15 Trần Hòa. Thì bây giờ em qua đây em ăn cá viên chiên nè mọi người. Để tí xíu nữa em sẽ cho mọi người gặp cái người nói xấu em nha. Người ta nói em ăn mặc hở hang này kia đó nha. Ủa cười vậy mẹ? Mất cười má ơi, bình thường ăn ngon đó. Thấy thấy bà ăn cá viên chiên đi vui. Vui ha? Vui. Bội Nhi. Vậy đó má. Nói nghe nè, ủa thì bà ăn mặc hở hang, bà qua đây bà ăn mặc kín đáo, trong khi đó bà ở nhà thì bà mặc áo dây rồi này kia, bà ngồi ủng ngao ủng ngực rồi bà đăng hình lên Facebook, rồi bà vào vậy bà có sao nói vậy? Tôi đâu có nói sao mọi người, là ta đưa cái hình lên đàng hoàng là em ở nhà đó mọi người. Thì em coi vô tình cái clip này nó chỉ là một cái áo em mặc hình vuông với lại cái áo dây màu đỏ thôi. Trời ơi, nghĩ sao mà đưa lên nè, trên Facebook mà nghĩ sao mà đưa nói lên. Nói em hở hang này nha. Nè cái áo chỉ là chụp ưỡn. Đó. Ai bình thường mà tự nhiên đàng hoàng đi chụp ưỡn vậy má? Rồi nhìn lại mình coi. Coi tôi bình thường. Hồi nãy mới thấy kéo xích xuống. Tôi mặc áo yếm đàng hoàng, không có gì hết trơn. Trời, cái này là bà kéo áo ta đúng không? Em mặc áo yếm. Đó. Em mặc áo yếm với mọi người nha, rất là bình thường đúng không? Dạ. Đâu có gì đâu. Đó. Áo yếm mọi người coi xích lại đi. Chị sửa lại cho. Cổ cao được, kính cổng cao tường. Thấy không? Em ở nhà thôi, em chỉ là đi công việc là phụ gói hàng thôi. Đó mà nó nói em á hả, ăn mặc hở hang này kia. Thì hình ở trên mạng thì mình chụp cái áo cổ vuông thôi đúng không? Mình đưa những cái áo này thì gịch xuống cái nó cũng vuông nè. Gịch xuống đi. Không gịch đi, tự nhiên ta vậy thôi chứ nó có gì gịch á. Trời ơi, tự nhiên ta mặc áo yếm gì mà kêu gịch. Trời đúng không? Mà tự nhiên chụp hình thì chụp vậy đi. Chụp vậy đi phải không? Chụp vậy nè. Đó kìa, đó vậy đó. Trời ơi. Thì đưa cái eo ra đúng không? Cả nhà đúng không mọi người? Bây giờ nè, bây giờ đưa lên thử đi nè. Hồi nhiên kia ta đưa vô kỳ kỳ cục với bác. Không phải. Thật sự thì em cho mọi người coi là một người son của Bội Nhi nha, mày đưa ra. Bị mụn thôi. Bị mụn nha mọi người, thật sự. Hồi nhiên có mụn. Nổi ngồi bọn nóng trên người nè, thấy không, mặt còn 2-3 cục mụn nữa. Chán chết. Nói giỡn hết, cả nhà mình có đi ngang địa chỉ 15 Trần Hòa thì Trần Hòa nha. Thì nhớ ra ủng hộ cá viên chiên nha cả nhà nha. Đó. Hỏi liếc ba. Trời ơi. Bà cũng vậy à. Ăn mặc hở hang rồi đó anh ta. Nghĩ rồi. Để đi mọi người rồi mốt á, Nhi chụp rồi Nhi còn hình của Yumi nhiều lắm. Trời ơi. Cái hình mà bữa mà tôi đi chuột bà trên đồn công an còn luôn á má. Trời ơi. Thì hình chuột trên đồn công an thì bắt đầu mình hai chị em có hình đi du lịch Vũng Tàu. Bữa nay là bà có dẫn đi Vũng Tàu đi. Chưa tập qua rồi má. Bữa nay bà dẫn tôi đi má. Tới bà dẫn là được rồi. Thôi ổng là. Ông ơi, qua Bộ Nhi có tặng quà gì không? Có, em qua Bộ Nhi em có tặng quà. Là em... Cảm ơn nha. Ê! Cái điện thoại của tôi phải không? Của lão gia. Ủa, cái Yumi tặng. Dạ, em có tặng cho Bộ Nhi hai cái ốp điện thoại cho mọi người nha. Đó, một cái ốp điện thoại trong. Thì hiện tại mọi người thấy là Bộ Nhi cũng đang xài luôn đó mọi người. Dạ. Đây, sẵn lì xì cho Bộ Nhi 100 đô. Thôi đi má, tiền này của anh ta má. Nó cũng là đi. Là có sẵn. Trời ơi. Ở đâu ra bà về bà lì xì bà đưa tận tay đây. Không có tiền má. Cái bóp tầm là không có 1.000 nữa thật. Trời ơi bóp thang đi má ô má. Nè có 5.000 là lấy đi mẹ. Cũng điếu đi má. Trời ơi. Trời ơi. Chứ bây giờ nói thật là chủ yếu mục đích là qua đây để đôi chối ba mặt một lời thôi. Nói tôi ăn mặc hở hang này kia nọ. Đây hãy nhìn lại chính mình. Thấy không? Bình thường. Nè lúc cũng vậy. Trời ơi. Ta mặc đồ áo yếm và đàng hoàng để nhiên kêu lúc cũng dây. Con người của bà lo. Nói vậy rồi cả nhà mình nhớ qua địa chỉ là 15 Trần Hòa ủng hộ cho cá viên chiên Bội Nhi nha. Đó. Rồi. Số điện thoại của Yumi đi quý vị, cho đi. Cho số điện thoại lên. Số điện thoại của em là 0903513013519. Số đó thì hoạt động từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Qua 9 giờ tối là có người canh giữ nha mọi người. Điện vô sẽ gặp bất ngờ. Vui vẻ nha, vui vẻ. Đó, còn không điện cho anh Bự, điện số đó gặp anh Bự nha. Đủ bữa nay nhìn đẹp trai chứ bộ. Thân tóc rồi ha. Dạ hiểu rồi. Ngoại biết. Chưa có ai cướp hết rồi Yumi rồi. Chưa. Biết chừng nào ngoại mới gả anh Bự. Hồi hồi giữ luôn rồi đó. Chương trình lại giờ là trời thì mưa thôi, giờ Yumi bà ra ngoài bà mua nửa xe cá viên chiên đi cho ta, tôi dọn sớm má. Nửa xe nhiều. Nửa xe. Trời tự nhiên mới ăn cái này tự nhiên nó nghẹn luôn á. Hôm nay uống trà đào uống bằng cái muỗng á. Đúng không ngoại? Em cứ hỏi giá nữa xem nhiêu ly. Hỏi giá nhiêu không? Trời ơi, giờ như Yumi thì mình bán nhiêu mọi người? 72.804.000.
Jimmy cái này giàu quá à. Giàu. Đeo rồi giống hộp rồi sòn kim cương rồi đó. 7 ly 8 nè. Ờ đó. Cái này của kim cương thiên nhiên á, địa chỉ là 336 Bạch Hồng Mai nha. Bữa nào bữa đó em hôn là em mua cái chị Ngọc Trinh thanh lý lại được cái hộp này á. Ủa còn. Còn tới giờ đâu có ấy đâu, tại hộp mũ á có 1 ngàn. Như túi này cũng có Ngọc Trinh nè mọi người thấy không? Nhiều vậy. Cái túi này của chị Ngọc Trinh của hổm là đăng thanh lý là quảng cáo là 1 tỷ mấy đó, mà em mua cái này ở trong chợ Bà Chiểu có 130. Ủa sao không nói luôn rồi bao nhiêu tiền để người ta hồi nữa xách đồ hiệu rồi đứng đường chứ làm gì má. Thôi má, cái này là ủa cái đó cái clip này nghe quen quen là đồ hiệu đứng đường. Đi Malaysia đi phải là làm gái. Ừ đó. Đâu biết xách ba cái vỏ bị chúng sanh ta chửi đó má. Bữa nay cái tóc cục luôn thì đủ. Bữa nay cắt tóc cục mà đi cắt tóc cục luôn rồi. Rồi đó. Nên ta tờ tờ gặp quà với nó đầu vàng. Ừ. Vàng chưa? Lâu quá anh không gặp em, anh thấy em đẹp hơn á. Em hả anh? Thấy đẹp hơn hả? Thiệt hả giỡn vậy? Thiệt. Anh Hân, anh Tâm thấy sao? Anh em lúc nào cũng đẹp không? Rồi ok, nói chỉ cần là anh khen đẹp thì em lì xì hai anh mỗi người 500. Trời ơi. Thôi ơi, kiếm vô. Nói là có thiệt nha. Trời ơi. Sao giờ này mà đẹp chúng ta chán gì má. Trời ơi ơi. Dạ thôi. Trời ơi. Cái này thì sao giờ này ta da trắng quá vậy? Da trắng quá à, đẹp quá à. 500 luôn vui vẻ. Trời ơi. Dạ nói giỡn đó nha mọi người. Cái này là của một của đây của chị Ngọc Ngô, chị gửi cho anh Hân với lại anh Tâm nha, chứ em không có ngàn nào. Em không có tiền đến mức độ. Trời ơi. Quỷ ma. Phải, mục đích là qua đây thứ nhất là gặp bội Nhi để đôi chói, thứ hai là gửi cái tiền lì xì của chị Ngọc Ngô. Địa chỉ quán của chị là Ăn Vặt Hai Lắc 15 Đặng Chắc, phường 2, quận 8, cho nên mọi người có qua. Ví dụ như mọi người thích ăn những cái kiểu mực nướng, mực xào gì thì ủng hộ chị Ngọc, trà sữa. Còn mình ăn cái viên chiên thì qua bội Nhi, địa chỉ của bội Nhi là 15 Trần Hòa, quận 5. Còn của chị Ngọc Ngô là 15 Đặng Chắc, phường 2, quận 8. Số 15 luôn hả? Số 15. Đó, cái này là cái phần quà của chị Ngọc Ngô gửi cho anh Tâm Trầm với lại chị Tâm. Dạ. Thì tưởng nay Jimmy lì xì. Thôi vậy giờ hai ông lì xì ngược lại hai đứa em đi. Bây giờ anh ăn em nè. Không. Ăn luôn. Trời ơi. Trời ơi. Rồi vậy lại trời. Bữa giờ đòi ăn hoài vậy đó má. Là hai người chia ra hai đứa em tôi luôn. Hai chị em tôi luôn hả? Người. Dạ nó giỡn đó nha, không phải tiền của em như cả nhà nha. Trời mấy anh đừng có ghi cái option là Yumi qua lì xì, không có nha, người ta không ghi cái cá như vậy đó. Yumi qua lì xì YouTuber mỗi người 500. Ê cái đó ta chửi đi, tại sao tao không lì xì mày. Ta đúng không? Dạ cái đó là tiền của chị Ngọc gửi với cả nhà nha, chứ em không có đâu. Cái bóp em nè, anh nói thiệt với mọi người là còn 400. Cho 400 đi má. Với lại 5.000 là 405.000 này nha. Kiếm 1.000 nó không có còn rồi. Bây giờ thương cưng về cho cưng cái thẻ quẹt đi được nhiều lấy. Thẻ xe ai được. Thấy không? Nó chửi em. Nó chửi em gõ gàng không mọi người nha. Đờ y hỏi. Nó mới chửi em gõ gàng. Ờ ba. Chứ đừng khùng đi mà cho tiền không cho. Đi mà cho đưa cái thẻ xe. Có tiền đâu cho mẹ. Thôi, bớt than đi. Trời ơi, bà giống ông Hưng quá trời, giờ than quá trời than, đụng tới là than. Đụng tới là than, không cho tiền mà nó nói vậy đó, chứ cho em ra cho 200 rồi má. Nín liền không? Chỉ cần có tiền thôi là nín liền. Không thấy 200 luôn. Anh nói rồi, nãy con lên tiếng chỉ đùa, con nghiêm giọng. Trời ơi, thấy hả? Rồi mọi người ơi. Rồi gọi đi bóng xô luôn nè. Mọi người ơi, mọi người rảnh mọi người ra số 15 Trần Hòa, phường 10, quận 5 ăn ủng hộ em nha. Còn nếu như quý vị ở quận 8 thì ghé số 15 Đặng Chất. Phường mấy quận 8? Phường 2 quận 8. Phường 2 quận 8 ăn ủng hộ chị Ngọc Ngô nha quý vị. Trên bảng hiệu là có chữ Ăn Vặt Hai Lắc đúng không? Ăn Vặt Hai Lắc và trà sữa su su. Trà sữa su su. Đó mọi người thương thì ghé đến ủng hộ và tất cả các địa điểm ăn uống trong cái mùa dịch Covid nha quý vị. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.